đặc khu kinh tế mới của Trung Quốc không thu hút được các ông trùm bất động sản Hồng Kông. Đó là Quan Hai, một công trường xây dựng rất lớn. Khu vực này có thể trông giống như nhiều thành phố bê tông mới, lớn, khác đã được phát triển trên toàn Trung Quốc. Nhưng thành phố này đã được chỉ định là một hiện trường của một thử nghiệm táo bạo trong một quá trình chậm chạp nhưng đầy những tính toán để làm cho đồng nhân dân tệ của Trung Quốc được tự do giao dịch trên thị trường. Đồng tiền tệ của Trung Quốc có thể trở thành một trong những đồng tiền tệ quan trọng nhất trên thế giới nếu và khi mà nó có thể hoàn toàn được tự do giao dịch. Đồng nhân dân tệ hiện đang giao dịch ở mức cao kỷ lục trong một giới hạn được kiểm soát chặt chẽ so với đồng Mỹ Kim. Đặc khu kinh tế Quan Hai sẽ làm việc như sau. Các ngân hàng Hồng Kông sẽ được phép sử dụng những dự trữ mà họ đã tích tụ để cho vay bằng đồng nhân dân tệ cho các doanh nghiệp đã thiết lập cơ sở kinh doanh trong thành phố mới. Và lần đầu tiên, họ sẽ được phép thiết lập mức lãi suất độc lập cho các khoản vay được thực hiện cho các công ty Trung Quốc. 15 ngân hàng, bao gồm Standard và HSBC, đã đồng ý cung cấp một khoản vay vốn lên đến 327 triệu Mỹ Kim cho 26 dự án. Tuy nhiên, sau khi được công bố vào năm ngoái, với rất nhiều sự phô trương, cho đến nay đã không có nhiều điều xảy ra. Theo ông Trang Giang Chong, giảng viên trường Đại học thành phố Hồng Kông, thì chính phủ trung ương đã mất một thời gian dài để cân bằng rất nhiều những yêu cầu đến từ các thành phố khác. Thí dụ như, tại sao Quan Hai mà không phải là Thượng Hải được chọn để thử nghiệm? Hiện nay, có rất nhiều đặc khu kinh tế trên toàn Trung Quốc. Một số thành phố bao gồm Thượng Hải đang ganh đua cho vùng đặc biệt mới, mà tại đó đồng nhân dân tệ có thể được giao dịch tự do. Và với vốn đầu tư nước ngoài đang suy giảm, Trung Quốc đang cân nhắc việc giảm bớt thêm các hạn chế trong một số các khu vực này để thúc đẩy kinh doanh. Ngoài ra, còn có một sự bất động trên thị trường bất động sản tại Trung Quốc. Trên khắp đất nước này, ngày càng có nhiều những thị trấn ma xuất hiện. Chính quyền Trung Quốc có thể có tham vọng để làm cho tài khoản vốn của đất nước có thể được hoán đổi. Nhưng như những gì được nhìn thấy tại Quan Hai, tiến độ vẫn còn rất chậm chạp và không có bảo đảm là nơi đây sẽ là nơi đầu tiên hay duy nhất được hưởng lợi.